vầng sáng trong lòng người Chúa Trời. Không thuộc bài đấy rồi, hát bài khác đi. Xuân xuân ơi xuân đã về, có người nào vừng ngày xuân. Ủa chị, mình ra đây làm gì? Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Thôi rồi. Chị ơi các bạn. Chị ơi các bạn. Vừa người đi hai lòng. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng kẹp ngay đi đường. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay chỉ có hạn. Đúng rồi. Các bạn ơi, sắp đến Tết rồi, các bạn có thể háo hức không ạ? Còn mình thì vô cùng háo hức vì không có phải bay với Cường, vì không phải chơi với Cường. Vô cùng háo hức. Vì sao chúng mình lên hàng mã? Vì hôm nay chúng mình sẽ có một số rất đặc biệt, đó là trang trí cho căn bếp 100 tỷ của chúng mình. Và trang trí cho căn bếp 100 tỷ thì hôm nay budget là 1 tỷ. 1 tỷ trang trí. Bây giờ bọn mình đi đây nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng bọn mình đi nhìn đồ trang trí. Ok rồi, đi cùng chúng mình đi đồ trang trí nào. Em mấy cái cành giả ấy thì hay hay mua cái này để hai bên cái bếp. Mình tiếp đi, mình chưng mình tết. Mình chưng có rồi, Vi mua lát lấy chung. Hay mua một cái này xong gắn ở trên tủ bếp ấy. Một được cái đó. Thôi, một cái để gắn thôi. Mình vừa mua được một chân mày khá là xinh. Có chữ Xuân 2021. Ngoài ra là hai cái đề can hình mặt trâu. Trâu màu đỏ. Đây. Cũng rất là dễ thương. Về cái bên này thì chỉ thêm một cái bánh trưng vuông và một cái bánh tết. Và bông hoa giấy màu đỏ trên. Còn dưa hấu nữa. Dưa hấu. Một dưa hấu, chi tiết dưa hấu nhỏ nhỏ thì có giá là 400 nghìn. Mà mình thấy đắt quá không thể được, tại vì là những cái này nó rất là rẻ thôi. Thế là bọn mình đã hỏi sang cái này thì có bảo là 100 nghìn. Nhưng mà thực ra là mình nghĩ là vẫn trả giá được, nhưng bọn mình không biết cách trả giá. Ý là mình thấy là bây giờ trên phố cổ những cái hiện tượng như là những người trẻ bọn mình đi mua đồ ấy vẫn bị nói thách rất là nhiều. Thế là mình hơi muốn ạ. Hôm trước đi mua với Vi xong Vi cũng cố gắng để trả giá lắm, không được giảm đồng nào. Cái này 200 hả cô? Cô bớt cho cháu tí đi cô. Cái này có mỗi một tầng cô ạ. Cô bớt cho cháu 10. Thôi 170 được cô. Cái này 3 tầng cô bớt đến 30 rồi. Bây giờ cái này một tầng cô bớt cho con 30, còn 170 hợp tình hợp lý cô cháu mình. Chốt luôn cô ạ. Mình hợp tình hợp lý cô quá. Mặt cô. Cô lấy luôn cho con 170 nhá. Rồi 170 chốt đơn rồi. Lần đầu tiên mình đưa một đồ hàng mã mà giảm giá thành công. Yes. Mua có đối nữa không? Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mà khi mà các bạn vừa mua xong một cái vật gì đó ở cửa hàng này thì ngay lập tức sang cửa hàng bên cạnh các bạn lại thấy một vật nó đáng tiền hơn chưa? Cái bếp của mình rất to ấy. Cái này có 350 mọi người ạ. Trong khi cái mẹt bé tí kia 200 nghìn. Thế thì tất cả đống này là 200 nghìn à? Được không anh, lấy 200 được không? Rồi đúng rồi, 200 anh nhá. Không, chúc mừng năm mới anh. Chúc mừng năm mới anh Thịnh Vượng anh ạ. Thực ra thì anh ấy bảo mình ấy là ở đây có thể mua những cái nguyên liệu riêng và tự làm, ví dụ như cái mẹt trong trí bọn mình có thể mua từng cái nguyên liệu bé nhỏ rồi mình về tự dán keo fix vào với nhau thì giá rất là rẻ thôi, chỉ có 30 nghìn thôi, chứ không như cô đầu tiên khách. Nhưng mà mình không có khả năng làm những chuyện đấy mọi người ạ. Khoan, bọn mình đã chọn là 3 cành đào phai, một cành đào không phai, đào hồng nhé. Và dĩ nhiên rồi, không thể thiếu câu đối nữa mọi người ạ. Sau buổi đi quay ngày hôm nay thì mình đã phải công nhận là khả năng mà mặc cả của thằng Phường Cường là xứng đáng. Vừa nãy có chị hỏi bạn là mua cái bao nhiêu xong rồi bị đắt à? Ừ thì tôi bảo là bọn cháu mua thôi, cháu mua xong cháu mới thấy cháu mua hơi đắt. Xong rồi mọi người biết câu sau của cô ấy bảo gì không? Bạn ờ. Nhưng mà đắt thật mà mọi người. Nhưng mà nó cũng đẹp. Ừ nhờ xinh. Và chúng mình đang ở căn bếp rồi với rất nhiều đồ trang trí mà chúng mình đã mua được ở trên hàng mã. Mình có nhận thêm được cái này. Vâng. Về phía các cành hoa thì mình đã tiến hành gọi là cho nó vào lọ rồi, xong xuôi rồi. Xong xuôi rồi. Bây giờ thì còn những cái món này bọn mình sẽ treo nó lên trang trí nốt rồi các bạn hãy đợi thành quả nhé. Ok, đây này, đây. Ôi, mình chưa hợp lý quá. Hợp lý. Và chỗ này thôi, nếu mà thêm và hơi bứ rết, chắc cả bọn mình phải suy nghĩ thêm làm cái gì nó tinh tế hơn đi. Chỗ này mà có mấy cái bao lì xì. Bao lì xì được đấy, nhưng mình chưa có bao lì xì. Có mua không? Sẽ không mua. Bạn này có mua lì xì không? Tao nhớ nói đùa, tên nhá. Thì ai là người mua xong rồi mặc cả thì
nãy giờ tranh suốt là em mặc cả rồi. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ em mua em mặc cả thì các chị phải lo cái phần lì xì chứ. Thôi thôi, tụi đi mua lì xì Tết nhất, không có lì xì sao được. Nhưng mà Tết phải có lì xì. Nhưng mà bây giờ đói thì mình phải ăn. Phải đi ăn mới mua lì xì. Xin các anh chị, bây giờ em cho các anh chị vừa đi ăn vừa mua lì xì luôn được không ạ? Lại có cái chỗ đấy á? Tức là đến chỗ ăn có lì xì, được chưa? Điều nghe, đi lý lắm. Đi mình lươn thu hà. Hà lộ câu là cái gì? Anh chị phải tin, anh chị phải tin em. Các bạn phải tin em. Các bạn tin tôi. Bạn phải tin tôi. Bây giờ đưa bạn đến đây là có lì xì. Nhà tôi ba đời, tin tặng thu hà. Đi vào đây. Đi đâu đây? Đến Lotte mua lì xì. Cứ vào đi, vào đi, vào đi rồi biết. Vào đi. Otaria xin chào, em mời chị xăm đồ ạ. Hiện tại cửa hàng bọn em đang có combo mới tên là Tết Phát Tài. Trong đó có hai loại, một loại gồm một burger bò trứng tặng kèm một Pepsi size M. Loại thứ hai là burger bò trứng, một mì ý, một gà rán tặng kèm hai Pepsi size M ạ. Em mời chị tham khảo qua. Chị đã cho em cả hai combo luôn đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị. Đói quá. Đồ ăn lên rồi, ăn đi thôi. Đây là hai combo chúng mình vừa gọi ra. Một combo chỉ có burger và nước, và một combo có thêm nhiều món khác. Thế thì chúng mình ăn đi ạ. Hai combo này giống nhau hay sao á? Đây có hai cái, em một cái, chị Hà một cái. Em một cái, chị Hà một cái. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Ok. Mày đừng như thế nữa. Đĩa mì là của mình nha mọi người. Đừng ăn đi chị, ăn gái. Chị từ chối mà những cái gì của mình hai cái. Không muốn. Đây là đĩa mì của mình mọi người ạ. Mì ăn gà mọi người ạ. Hình như là cái burger. Ôi chết, vừa động một burger. Tay mà hình như là cái burger bò trứng hay là cái burger mới sao ấy. Đấy là trong menu luôn. Thấy ghi rõ ở đấy là new. Xong rồi kèm theo cả combo này nữa. Món spaghetti này thì mình thấy khá là quen thuộc rồi. Bởi vì những cái gì mới và đặc biệt thì mình không có tư cách thử ở đây. Chỉ có ai đồng điệu với nhau thì mì ăn gà mọi người ạ. Một món ăn vô cùng là truyền thống. Nhìn cái lớp trứng trông như là một cái lớp bánh mì khác ấy. Món mì của mình mùi hương nổi nhất là mùi tương cà mọi người ạ. Mạnh khoan được tương cà không anh? Ừ, bởi vì là những cái gì tinh túy và đặc biệt thì tao không dám động đến cho cái này. À thế à, chỉ có Cường mình biết thân biết phận mà. À ừ ok. Này đi cắm Tết chơi mệt sao mày con? Mệt chứ, nhưng mà cũng không có người nương tựa như Hà. Này nhá, thôi đi. Sao vậy? Tôi không thích. Thế bạn có người nương tựa không? Thế bạn có người nương tựa không? Ủa? Đâu có ai đâu. Thế tôi làm gì có ai đâu. Có. Đâu. Thế này. Của mọi người. Cái thịt được làm rất là tốt nhá, kiểu nó đủ nước ấy. Gà Lotteria thì ngon trước giờ rồi đúng không mọi người? Đây là một miếng gà tường đấy mọi người ạ, một miếng gà rán giòn tường. Và điểm mà mình nhận thấy đặc biệt ở trong cái phần mì của mình, đấy là phần sốt. Phần sốt cà chua ở đây mình thấy là nó có hương vị thơm và chua hơn các hàng khác. Thế mì xì đâu? Ăn xong hai bữa nơi rồi. Ờ đấy, chả hiểu sao. Này, dẫn nhau đến hàng gà rán thì bảo là có lì xì ở đây. Cái gì? Đi làm vất vả người ta cho ăn thì cái gì? Sao lại cho ăn tiền? Này, ăn cũng khổ chứ có phải gì đâu. Đi làm người ta mời ăn người ta các thứ ăn rõ ràng là tiền của Cường. Này nhá. Ô lì xì thật này. Đồ dài đấy. Lì xì thật thật đấy nhá. Nếu mà mọi người mua combo 99 nghìn là combo mà nhiều món bên này dành cho hai người ăn ấy, thì các bạn sẽ được tặng 5 cái lì xì của Lotteria. Ui, hai mặt luôn này. Xinh không? Xinh chưa? Nhìn này, kiểu đúng kiểu hai mặt mỗi mặt một màu ấy. Mình tưởng là kiểu nó sẽ chỉ có một màu duy nhất thôi. Ăn no có lì xì nhá, cảm ơn tôi đi. Mà lì xì xinh thật đấy, hình chú trâu luôn này mọi người, năm tân xỉu. Chú trâu. Hai combo mà mình vừa gọi thì combo mà có burger này, có gà này với cả mì ý thì chỉ có 99 nghìn thôi. Wow. Xuất sắc đúng không? Đấy. Còn bên này thì một burger và một Pepsi thì sẽ chỉ có 44 nghìn. Nếu các bạn muốn được tặng 5 chiếc lì xì này thì các bạn hãy đến Lotteria ăn combo 99 nghìn này vào ngày 22 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2. Và sau ngày 10 tháng 2 thì Lotteria tuy không tặng lì xì nữa nhưng mà vẫn sẽ bán combo này. Ê, được đấy, được đấy. Được không, được không, căng không? Ăn bữa xế mà ăn 2 người này là ok rồi. Giá cả có hợp lý luôn. Hợp lý. Vô cùng đúng không? Với cái mức giá của hai combo như thế này thì các bạn học sinh sinh viên đối với các bạn thì cũng sẽ rất là hợp lý khi mà rủ nhau đến đây ăn. Kiểu đi sắm sửa mình xong làm đi qua đá đĩa mì, ăn chiếc burger xong rồi làm một miếng gà. Không gian ở những hàng Lotte nói chung ấy đều có cửa sổ kiểu cửa kính rất là lãng mạn. Quay được cảnh đèn đường đấy. Tao biết là định nói gì mày ơi, đừng nghe nữa. Cắt nói chung này ý đây của mình hả? Là view đẹp các bạn ra đây vừa có thể ăn combo hời và vừa có thể check in sống ảo ở đây. À ừ đúng rồi, check in sống ảo Phương Anh, cảm ơn Phương Anh nhá. Hoặc là giống kiểu Cường sẽ cầu hôn Hà ở đây chẳng hạn. Đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video này. You wanna marry me. Quỳ xuống, quỳ xuống đây em ơi. Mọi người ơi, vậy là trong quá trình đi sắm Tết của bọn mình đã mua được rất nhiều món quà Tết để tặng cho anh Huy. Nhưng mà thiếu lì xì thì đến bước cuối cùng bọn mình đã có được lì xì nhờ sự hướng dẫn của bạn Trần. Đặng Thu Hề. Ok, vậy thì tình hình sắm Tết của mọi người ra sao rồi thì hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết. Còn bây giờ thì
Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên nhấn subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì. Và ngoài nền tảng YouTube thì hiện nay bọn mình cũng có hoạt động trên Facebook, và trong đấy thì có một group đấy là Hôm Nay Ăn Gì, hội review đồ ăn đầy tâm. Ở đây thì chúng mình sẽ chia sẻ những quán ăn vô cùng thú vị ở cả hai miền Nam Bắc. Hãy các bạn nhớ join vào group nha. Chào mọi nha, tạm biệt. Đặc biệt là có rất nhiều ảnh hình của Hà và Cường nhé mọi người. Bye bye. Mọi người đóng góp hãy comment phía bên dưới bạn nhé. Hôm nay ăn gì?